Thưa quý vị, tại các khu công nghiệp trên địa bàn, thành phố Đà Nẵng đã triển khai những giải pháp đầu tư lớn về hạ tầng, đồng thời nghiêm khắc xử phạt các doanh nghiệp vi phạm quy định bảo vệ môi trường, đặc biệt là chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp trong bảo vệ môi trường. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, huy động sự chung tay của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống xanh, sạch, đẹp. Đây là hoạt động nhặt rác bãi biển của một công ty trong khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Hoạt động này được công ty triển khai từ năm 2006, được tổ chức thường niên cho đến nay đã 16 lần và bình quân mỗi năm có hơn 1.200 công nhân tham gia. Thói quen của chúng ta là có thể thay đổi được, tức là mọi người từ ý thức là sẽ đừng có thải rác bừa bãi ra môi trường thì sẽ là không cần để chúng ta phải đi nhặt rác như thế này đâu. Còn tại một doanh nghiệp khác, để nâng cao ý thức phân loại rác cho công nhân, nhất là các loại chai nhựa, vỏ lon, rác thải nguy hại, công ty này đã quyết định đặt các khung sắt và làm nhà pin xung quanh khuôn viên công ty để công nhân chủ động phân loại, vứt rác đúng nơi quy định. Những cái hoạt động của bên em tuy nhỏ, nhưng mà khi mà khách hàng được biết thì người ta rất là vui và muốn là bên mình nhân rộng thêm những mô hình như vậy để cho công nhân mình là ngày càng có ý thức. Và cả công ty cũng có cái nhận thức hơn về môi trường, về phát triển bền vững. Thành phố Đà Nẵng hiện có một khu công nghệ cao và 6 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 2.200 hectare với khoảng 70.000 lao động. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp của thành phố đã không để xảy ra sự cố môi trường nào. Đây là kết quả từ những nỗ lực bảo vệ môi trường của ban quản lý cũng như tự thân các doanh nghiệp và công nhân. Qua đó góp phần thay đổi thói quen và sự nhìn nhận về đầu tư bảo vệ môi trường, đồng nghĩa doanh nghiệp phát triển bền vững. Thông qua những cái đợt tập huấn cũng như những cái đợt mà tổng ra quân hoặc là đưa ra những cái mức vi phạm rồi cái mức xử phạt là bao nhiêu và gửi đến cho doanh nghiệp thì họ sẽ có trong tay những cái gọi là cái cẩm nang như vậy thì họ sẽ có cái ý thức hơn. Với tổng kinh phí ước tính hơn 15.000 tỷ đồng, đề án xây dựng Đà Nẵng thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030 đặt ra mục tiêu tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao hơn nữa các tiêu chí môi trường. Bên cạnh những chương trình dự án của thành phố triển khai thực hiện, thì sự chung tay của người dân toàn thành phố thông qua các hoạt động bảo vệ môi trường là điều rất cần thiết. Qua đó góp phần lan tỏa ý thức, chung tay xây dựng thành phố Đà Nẵng, thành phố môi trường.